Thưa quý vị, trong 2 ngày là 16 và 17 tháng 12 tới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức lễ hội cá tra đầu tiên tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Với chủ đề Lễ hội cá tra vươn ra biển lớn, lễ hội được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên, ghi nhận sự đóng góp tích cực của ngành hàng cá tra trong nền kinh tế của địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giới thiệu và tôn vinh hình ảnh, sản phẩm cá tra, ngành nghề truyền thống của địa phương, khẳng định giá trị, nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu cá tra Việt Nam nói chung và Đồng Tháp nói riêng. Cùng với lễ khai mạc và các hội nghị lớn của ngành hàng thủy sản cả nước, lễ hội lần này sẽ có những hoạt động văn hóa đặc sắc như hóa trang, diễu hành đường phố, yến tiệc cá tra, thả ngư đăng, thả cá ra tự nhiên, các tour, farm trip. Cùng với đó là triển lãm trưng bày các sản phẩm văn hóa ngành hàng cá tra, không gian trưng bày triển lãm và phát triển sản phẩm ô cốp, sản phẩm tiềm năng.